Đây, mắt lưới rất là nhỏ. Chun co giãn nhá, chun co giãn. Kích thước của nó là 90 nhân với 90. Và khi mà mình sẽ cho vào, mình cho vào đây thì nó sẽ thành như này. Có chun nên nó sẽ ôm chặt được cái miệng này và nó sẽ không bị rơi, nó không bị tuột đi. Cái chun này là co giãn nhá, chun này là co giãn nên hoàn toàn có thể lầm được vào các kích thước của mọi người. Và khi mà cái sản phẩm này có thể lọc được những cái cặn bẩn và cặn nhỏ nhất, như là bã cà phê, các bạn có thể thấy. Và mình để lại thì nó sẽ rất là dễ dàng thôi như này. Mỗi lần mình cho đi và mình vứt những cái cặn bẩn đi, nó rất là vệ sinh. Hiện nay trên thị trường thì có tin đồn là có hai mã, một mã trắng, tem trắng và một mã tem vàng. Thì nhà mình hiện nay đều có cả hai loại này. Nó không khác nhau về chất lượng là mấy, nhưng chỉ có điều là cái này nó sẽ có là tem kiểm định chất lượng và nó sẽ có QR code.